Nhật Kim Anh đăng đàn ẩn ý sau khi để lộ bằng chứng ngủ chung phòng với chồng cũ, thu hút sự chú ý. Mới đây vào lúc nửa đêm, Nhật Kim Anh bất ngờ đăng dòng trạng thái ẩn ý, ngày mai sẽ thay đổi tất cả, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mặc dù chưa biết vấn đề cụ thể mà Nhật Kim Anh chia sẻ là gì, nhưng dưới phần bình luận nhiều người cảm thông, gửi lời động viên đến Nhật Kim Anh. Trước đó, mạng xã hội rộ lên tin đồn Nhật Kim Anh tái hợp chồng cũ, thậm chí lộ dấu hiệu ngủ chung sau thời gian dài tranh chấp nuôi con. Cụ thể, trong chuyến du lịch chung cùng chồng và con trai mới đây, khi Nhật Kim Anh vui đùa cùng con trai trên giường ngủ của khách sạn, nhiều người đã đặt dấu chấm hỏi bởi chiếc giường đôi khá to bên cạnh giường của nữ ca sĩ. Khi đó, cô và chồng cũ cùng con trai đang đi du lịch cùng nhau, nên ai nấy đều nghi vấn chiếc giường còn lại là của Bửu Lộc. Tuy nhiên, sau đó khi được khuyên quay lại với chồng cũ, Nhật Kim Anh liền đáp, như vậy là đủ vui, đủ hạnh phúc và hòa bình rồi, nhiều khi hàn gắn lại không được như vậy. Có thể thấy, dù có thể xuất hiện chung với chồng cũ, vì con, nhưng cả hai chỉ có thể là bạn bè và không thể tái hợp. Mới đây nhất, liên quan đến tin đồn có người yêu mới, Nhật Kim Anh cũng đăng đàn khẳng định mình đang độc thân vui vẻ.